Hôm nay mình sẽ dẫn tất cả các bạn đi vào thăm Buôn Cốp. Người đồng bào ở Buôn Cốp nay đường đi rất là hiểm trở. Các bạn nhìn phía trước đó là một quả đồi, và ở trên quả đồi đó các bạn thấy không? Có hai cái bồn, đó là bồn chứa gọi là trạm điều áp. Và tới đây là chúng ta đã tới Buôn Cốp, Buôn Văn Hóa. Đây là cổng chào của Buôn Cốp đây. Các bạn. Bò đồng bào nó. Người đồng bào đây, đây là bưởi, các bạn thấy không? Một cây bưởi của người đồng bào, trái rất là sai đây, trái sai lắm. Đây, ui ui, cây bưởi của người đồng bào đây, còn trái này. Đây, nhà rông đây ha, các bạn đây, đây là Buôn Cốp. Đây là Buôn Cốp, cái nhà rông của người đồng bào Buôn Cốp đây. Chào bà, hôm nay mấy mấy cháu không đi học hả bà? Mấy cháu hôm nay không đi học à? Thứ bảy đừng nghỉ. Hôm nay ở trong buôn mình có đám tăng gia đó bà hả? Chào chú. Con ở ngoài Buôn Ma Thuột. Con hả? Dạ. Hôm nay đi vào ở buôn của mình xem cảnh của buôn mình sinh hoạt hàng ngày như thế nào. Con muốn tìm hiểu đó bà. Nhà mình em bé mới sinh hả? Được mấy tháng rồi chị ha? Được một tháng. Một tháng. Thường ở mình cũng theo tin lành nè chị. Đây là khung nhà của người đồng bào ED ha. Các bạn xem. Đây, hôm nay đây là giấy khen các cháu học rất là giỏi. Có giấy khen luôn. Sân ghê ha. Clip để nói coi gọi vào hùng computer gì đó. Có một cái tụi em xây ra một cái trang đó để cho lên trên 95 rồi. 95 rồi hả? Cuối của buôn làng nhà mình. Ông có nói được tiếng Kinh không? Nặng tai. Nặng tai. Đây chị chuẩn bị đi đám tăng gia đây hả? Chị biết tiếng Việt hay là tiếng người đồng bào? Tiếng bên chị ấy. Chữ của mình viết là như vậy chị hả? Đun đạt tức là bà đạt đấy. Đun đạt. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 40 rồi hả? Sinh năm 40 là tức sinh năm 40. 80 tuổi rồi. Bà 80 tuổi rồi. Bà vẫn khỏe ghê ha. Rất là khỏe rồi. Bà được có mấy người con? 6. 6 người con hả bà? Còn 5 thôi, 1 thôi. 6 người con còn 5. Anh đây là cháu hả? Em là cháu hả? Dạ. Cái hình kia là đám cưới của em đó hả? Chị đó hả? Hình cũng đẹp ghê ha.
Đây là cảnh sinh hoạt của người đồng bào. Các bạn xem ha, đây. Người đồng bào người ta thường ở trên một cái nhà sàn gỗ như thế này. Phong tục bên mình bên này là dạ. Con gái đi cưới con trai. À, phong tục là bên gái đi đi hỏi. Ừ, đi hỏi. À, gà là gái làm chủ và mẫu hề bà hà. À, chị hà. Nói vậy chứ làm chủ cũng không làm chủ được đâu. À. Vợ chồng cũng có quyền hết. À. Rồi thường là tiệc như vậy thì mình tự làm hay là mình thuê cha chánh. À. À, bữa nay người đồng bào ở buôn Cốp đây cũng rất là tiến bộ rồi, tức là không phải như thời xưa là phải từ mổ trâu, mổ gà, mổ hết lợn. Nhưng mà bây giờ là người ta thuê gia chánh hết rồi. Rất là tiến bộ ha. Bữa giờ rất là tiến bộ. À, 11 giờ mới vào tiệc. À, vậy hả. Thường thường trong tiệc tăng gia như vậy thì thường người ta có làm nghi lễ gì không chị ha? Có. À, vậy hả. Chúc người ta đi làm lễ là xong xuôi rồi, bây giờ tiếp tục vào là chỉ có đi ăn thôi. À, đi ăn hả? Lễ trước đó hả? Ừ. À, thường thường vậy ha. Đi muộn quá ha. Đây ngôi nhà của người đồng bào. Các bạn xem người đồng bào họ làm nông và trồng cà phê. Nói chung là ở cái buôn này người ta cũng rất là tiến bộ rồi. Người ta rất là tiến bộ, chứ không phải như những cái buôn ở vùng sâu vùng xa. Đây là buôn Cốp các bạn nhé. Mặc dù người ta vẫn ở nhà sàn nhưng họ sống gần người Kinh. Cho nên họ cũng lần lần cũng theo những cái bỏ những cái tập tục cổ hủ để theo những cái phong tục của người Kinh. Gà đồng bào thường người ta hay có nhà rông thế này thì người ta nuôi gà, nuôi lợn và bỏ củi ở phía dưới cái sàn ở dưới thế này. Đây khu vườn cà phê. Cái này củi là dưới này hả bà hả? Củi là trước là ông củi. Già mất đó họ. À. À để củi này là mình để dành nấu ăn. À để dành nấu ăn đồ. À, mà thường thường là mình vào mùa nào mình để dành củi như thế này bà? Khi nào mưa. Mưa à, để dành mưa. Củi rồi. À. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà ha? Bà năm sinh trên năm 1956. À, 56, 56. Gái thì cắt hộ riêng rồi. Tức là nhà của bà bữa nay là có hai đứa con gái. Một đứa con gái, một đứa con trai. À. Một đứa con trai thì lấy vợ đi theo vợ rồi. À. Bây giờ đi làm ở Sài Gòn rồi. Rồi bây giờ chỉ còn mình bà ở nhà. Dạ, nuôi mấy cháu? Cái này cháu con gái này. À cháu ngoại. À, cháu ngoại. Ừ. À, đây là cảnh của người đồng bào ED. Họ sống ở trên cái nhà sàn thế này. Là có hai ông bà mà ông mất rồi, bây giờ còn có một mình bà. Cuộc sống ở vùng cao như thế này rất là cực khổ. À, các bạn thấy ha. Nếu các bạn có về vùng Tây Nguyên thì ghé thăm bà. Bà tên gì bà ha? Tên chắc còn không biết tên. Còn ghi bắt đọc đánh vần nghe. Dạ. Hờ. Hờ. Chữ dơ. Dơ. Dê đê đó. À, đê đó. À. Lơ. Rồi. E. Dạ, e. Hát. Hát. Hát.
gọi là mình đọc là Hlet. Yeah. Hlet. À. Nie. Nie, Hlet Nie. Yeah. À rồi. Bà là Hlet Nie ở Buôn Cốp. Xã Krai Sap. Krông Anna của tỉnh Đắk Lắk. Dạ. Yeah. Yeah. À đây, đây là khung cảnh nhà bà. Nhà của bà có, bà đây có mấy cháu bà ha? Còn mấy cháu con gái. À, con của con gái, cháu ngoại đây. Đứa cháu. Đây, ngôi nhà như thế này. Chúng ta khám phá ngôi nhà sàn của người đồng bào ha. Đây cuộc sống sinh hoạt bình thường của họ. Cuộc sống bình thường của người đồng bào. Đây không gian. Đây là giường ngủ nó nằm ở trên này luôn. Rồi đây là phòng khách, phòng ngủ đây. Và bếp. À nó nằm chung hết trong một cái nhà như thế này luôn hả bà? Trong một nhà, bà ở riêng. Dạ. Bà ở riêng nhưng mà giường ngủ phòng ngủ ở đây. Dạ. À. Rồi. Chỉ là cái phòng ngủ nhưng mà chắc ông già này dỡ hết. À. Hết phòng. Còn bếp mình cũng ở đây luôn. Không có bếp. À. Nhà dưới kia chỉ làm như vậy tạm thôi. À làm tạm là trong một cái nhà sàn thế này thì nó gói gọn tất cả phòng khách ha, tất cả phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp nó nằm ở trên này luôn. Không có nhà, không có làm đó. Bà già, bà già. À. À, tivi. Tivi đời cổ. Ở đây mấy ngày này có lạnh không bà ha? Mấy hôm nay có lạnh không bà? Ở đây á. Mấy hôm nay lạnh, trời lạnh á. Lạnh lắm phải đúng không bà? À mấy hôm nay lạnh lắm. Ở vùng Tây Nguyên này á, nó cũng có hai mùa, mùa nóng và mùa lạnh. Mùa đông thì nó cũng rất là lạnh. À, ở mình đây thường mình theo cái đạo gì bà ha? Theo đạo Tin Lành. Tin Lành à. Ở vùng đây là người ta theo tất cả đều theo đạo Tin Lành hết. Xin chào tất cả các bạn nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.